Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Như đã thông báo trước đó cũng như là theo yêu cầu của nhiều bạn thì anh sẽ cố gắng ra những cái video ngồi về toán, thì anh sẽ cố gắng nói về lý cho các bạn ha, về vật lý. Thì hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi những video mà nói về vật lý, thì anh sẽ nói về dòng điện xoay chiều. Các bạn chú ý cho anh, mình có rất là nhiều cái chuyên đề cụ thể trong chương trình vật lý lớp 12 để chúng ta ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Tuy nhiên chúng ta có hai chương mà tỷ lệ câu hỏi nó xuất hiện gần như là nhiều nhất, đó là chương dao động điều hòa và chương thứ hai là điện xoay chiều. Thì anh chọn cái chương điện xoay chiều để anh nói trước, sau đó anh sẽ cố gắng nói về dao động điều hòa và những cái chương liên quan khác. Trong những cái phần này thì các bạn chú ý cho anh ha, cái phần mà các bạn trong chương trình vật lý á, thì cái phần mà các bạn sẽ là nền tảng để học tất cả những cái chương và những cái chuyên đề trong vật lý, đó là cái phần dao động điều hòa ha, là chương 1 các bạn ha, dao động điều hòa. Nếu các bạn học tốt dao động điều hòa, các bạn hiểu được và những cái phần cơ bản cách dùng cái đường tròn lượng giác như thế nào để giải quyết bài toán vân vân, thì các bạn sẽ làm được những chương tiếp theo nó cực kỳ là dễ. Điện xoay chiều cũng vậy, ngoài những kiến thức về vật lý liên quan đến điện xoay chiều thì những bài toán về thời điểm tức thời nó sẽ tập trung quay trở lại cái kiến thức về dao động điều hòa các bạn ha. Rồi, cái thứ hai nữa là cái phương pháp học như thế nào cho hiệu quả. Thì hôm bữa livestream thì có nhiều bạn hỏi anh về phương pháp học lắm. Thì anh nói luôn ha, đối với môn vật lý thì để mà các bạn học hiệu quả nhất thì học như thế nào. Rất rất nhiều bạn hay nhầm lẫn là vật lý thì các bạn chỉ cần học thuộc công thức ha. Không phải đâu các bạn ha, không phải là học thuộc công thức là mình sẽ làm được. Nhớ cho anh ha, mình không phải hoàn toàn là học thuộc công thức, mà cái quan trọng là các bạn biết áp dụng công thức nào vào trong câu hỏi nào. Có nghĩa là gì? Khi các bạn đọc một cái đề lên thì các bạn phải biết được, à câu này là mình chắc chắn là thuộc dòng điện xoay chiều nè, câu này chắc chắn là thuộc dao động điều hòa nè, câu này chắc chắn là gì? Là sóng cơ nè, để mình biết áp dụng. Và trong cái chương đó, ví dụ cụ thể trong dòng điện xoay chiều thì này nó nằm trong cái phần nào? Cái phần tính toán cơ bản hay là về máy biến áp hay là về từ thông vân vân, để mình áp dụng công thức cho nó đúng. Được chứ các bạn? Vậy thì để làm sao để các bạn hình dung được, các bạn nhớ được, thì khi học vật lý cố gắng chú ý anh là phải làm gì? Phải hiểu được cái hiện tượng vật lý. Ha, mình phải hiểu, thật sự hiểu được cái hiện tượng vật lý đó thì tất cả các bài toán mà các bạn liên quan các bạn làm chắc chắn nó sẽ xoay quanh cái hiện tượng vật lý của các bạn. Và khi các bạn hiểu được cái hiện tượng vật lý thực tế thì những cái bài tập đó cực kỳ là dễ giải. Các bạn hình dung không? Rồi, nhớ cho anh ha, phải hiểu được hiện tượng vật lý. Nếu không hiểu được hiện tượng vật lý thì rất khó để giải quyết. Thì anh sẽ cố gắng có những cái video short video thôi, ngắn thôi, ở trên YouTube anh sẽ cố gắng description hay là anh sẽ diễn tả cái những cái hiện tượng vật lý thường gặp trong chương trình lớp 12 để các bạn hiểu ha. Ví dụ những bạn học máy biến áp thì có hiện tượng gì, dòng Foucault ha, dòng xoáy vân vân, hiện tượng cảm ứng điện từ là như nào, các bạn phải hiểu ha. Rồi ok, quay trở lại với bài học hôm nay. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ nói về điện xoay chiều. Thứ nhất, đại cương về điện xoay chiều ha. Đại cương về điện xoay chiều anh sẽ nói lý thuyết trước ha. Rồi các bạn để ý, điện xoay chiều, nói điện xoay chiều thì mình có những cái yếu tố mà chúng ta cần, thành phần đơn vị, những thành phần đặc tính chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là cường độ dòng điện, ký hiệu là I, được chưa? Hiệu điện thế, ký hiệu là U. Điện trở, ký hiệu là R. Tụ điện, ký hiệu là C. Cuộn dây, ký hiệu là L. Được không các bạn? Mà một thành phần hộp đen thì ký hiệu là X. Đó. Rồi, bây giờ biểu thức cường độ dòng điện, mình học dòng điện xoay chiều tức là điện của mình nó biến thiên theo thời gian. Cho nên biểu thức cường độ dòng điện sẽ là I nhỏ ha, bằng I zero cos của omega t cộng phi I. Rồi, chú ý phân tích. I nhỏ được gọi là cường độ dòng điện tức thời. Tức thời có nghĩa là gì? Tại một thời điểm t nào đó, anh muốn tìm giá trị cường độ dòng điện thì anh phải thế t nào vào đây. Được chưa? Thì anh mới tìm được cái I tại thời điểm đó. Còn cường độ dòng điện của mình nó thay đổi liên tục theo thời gian và nó biến thiên tuần hoàn theo cái kiểu hình sin. Rồi chúng ta để ý, I zero là cường độ dòng điện cực đại. Được chưa? Omega là tần số gốc. Phi I là pha ban đầu của cường độ dòng điện. Được chưa? Tương tự chúng ta nhìn của U nè. U nhỏ là gì? Là hiệu điện thế tức thời. U zero là hiệu điện thế cực đại, là biên độ dao động trong dao động điều hòa các bạn ha. Omega
cũng là tần số. Vậy nếu cho U hoặc cho Y, chúng ta đều tìm được omega và chúng ta tìm được F. Tiếp theo là phi này là pha ban đầu của hiệu điện thế, cho nên ký hiệu là phi, phi U. Được chưa các bạn? Rồi, thứ hai là cái kiến thức cơ bản. Trong 1 giây thì dòng điện xoay chiều của mình đổi chiều bao nhiêu lần? Thì nhớ, trong 1 giây thì dòng điện của anh đổi chiều 2F lần. F là tần số các bạn ha. F là tần số, là số lần dao động trong 1 giây là F. Vậy mình có những công thức căn bản mà các bạn cần phải nhớ thêm nè. Cái này anh chỉ nhắc lại thôi. Ví dụ mình có chu kỳ T là bằng gì các bạn? Bằng 1 chia F đúng không? À, omega là bằng 2π chia T nè. À, bằng 2πf. Thì mấy cái này là công thức cơ bản từ dao động điều hòa trở qua rồi thì các bạn phải nhớ ha. Rồi. Ok. Omega cộng T, omega T cộng phi được gọi là pha ban đầu ha. Còn cái phi này không á thì được gọi là pha pha ban đầu. Được chưa? Cái phi gọi là pha ban đầu, còn cái omega cộng T rồi omega T cộng phi được gọi là pha các bạn ha. Rồi, thứ nhất người ta tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách nào? Và thứ hai người ta ứng dụng cái dòng điện xoay chiều đó để làm gì? Thì các bạn phải chú ý, mình phải hiểu được thì mình mới làm được. Mình sẽ có cái dòng bài tập nó sẽ đi như thế này. Đầu tiên là làm thế nào để tạo ra dòng điện xoay chiều thì liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ. Thứ hai, khi có dòng điện xoay chiều rồi các bạn mới ráp vô các bạn tính toán trong mạch điện các cái thành phần, các cái phần tử của mạch điện, thì lúc đó mới xảy ra các bài tập về tính toán công suất, tính toán điện trở, tính toán cụm dây, tính toán về tụ điện. Và khi mà hiểu được hết rồi thì nó sẽ tới các bài toán gì là ứng dụng của dòng điện xoay chiều vào trong máy biến áp, vân vân. Được chưa? Thì ở đây nó nói người ta tạo ra dòng điện xoay chiều bằng một cái máy phát điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều thì các bạn nhớ nó hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ ha. Và hiện tượng này cũng giống như là trong cái máy gì các bạn, máy biến áp cũng dựa trên cái hiện tượng này. Thì có những câu trắc nghiệm nó hỏi vậy ha. Để đo các cái tín hiệu của điện xoay chiều thì các bạn nhớ ha, đo cường độ dòng điện chúng ta sử dụng gì? Chúng ta dùng ampe kế. Đo hiệu điện thế thì chúng ta dùng vôn kế. Ok, chúng ta đi vào cái tóm tắt công thức. Thứ nhất là để tạo ra dòng điện xoay chiều, cái nguồn hiện tượng cảm ứng điện từ, các bạn phải hiểu cái hiện tượng cảm ứng điện từ thì mới tạo ra dòng điện xoay chiều được ha. Thì anh có một cái vùng từ trường ha, vector từ trường B của anh hướng từ trái sang phải như thế này các bạn ha, là vector từ trường. Được chưa? Từ trường thì đơn vị là gì các bạn? Tesla, các bạn nhớ không? Vector từ trường. Anh có một cái khung dây dẫn anh đặt trong cái từ trường B này. Để tạo ra từ trường thì anh phải có gì các bạn? Có 500 đúng không? Từ trường chúng ta đi là vào nam ra bắc. Chúng ta biết anh giả sử đây là cục 500 nam ha, cực nam ha, đây cực bắc ha. Thì anh có cái từ trường giữa hai cục 500 như thế này, vào nam ra bắc. Thì trong cái vùng từ trường này anh đặt vào trong vùng từ trường này một cái khung dây. Và trong cái khung dây này anh có dòng điện chạy qua các bạn ha. Đối với trường hợp mà máy phát điện á thì người ta sẽ làm cho khung dây này nó quay. Khi khung dây này nó quay trong từ trường á thì chúng ta sẽ có dòng điện và người ta sẽ thông qua một cái cổ gốp để người ta lấy dòng điện ra. Thì giống như cái thủy điện mà các bạn biết về đập thủy điện á, người ta ngăn nước để làm gì? Người ta ngăn nước để người ta xả. Thì khi mà nước nó xả vào trong cái ống á thì nó sẽ làm quay cái tuabin. Cái tuabin hoàn toàn là về cơ khí thôi. Nó làm quay cái tuabin thì cái tuabin nó sẽ làm quay cái khung dây. Đúng không? Thì nó quay cái khung dây này thì nó khung dây nó đặt trong từ trường. Cho nên nó sẽ sinh ra điện. Nó sẽ sinh ra, đầu tiên là nó sinh ra từ thông. Sau đó từ thông mình sẽ có sức điện động. Rồi sức điện động thì mình mới ra điện xoay chiều. Các bạn hình dung không? Chứ không phải là ra điện xoay chiều liền. Ok chưa? Hiện tượng cảm ứng điện từ các bạn hình dung chưa? Ở đây anh giải thích đơn giản thôi. Là đặt một cái khung dây, quay cái khung dây đó bên trong một cái từ trường biến thiên thì mình sẽ sinh ra được từ thông, và từ thông đó sẽ sinh ra sức điện động. Thì ở đây ha, từ thông qua khung dây của một cái máy phát điện, người ta ký hiệu là phi bằng nbs nhân cos omega t cộng phi ha. Là phi nó cũng có dạng hình sin như thế này, viết gọn lại thì sẽ là phi zero cos omega t cộng phi. Rồi trong đó phi là cái góc giữa vector pháp tiến của mặt phẳng khung dây và vector b là vector từ trường. Hình dung chưa các bạn? Và để các bạn để ý cái phi này nó thay đổi liên tục mà. Khi cái khung dây nó quay thì cái phi này nó lớn nhỏ liên tục. Đúng chưa? Rồi. Ok, từ thông cực đại thì chính là phi zero. Mình nhớ không? Mà phi zero theo công thức này chính là NPS. Vậy mình thuộc cái công thức phi zero bằng NPS. Sức điện động là gì các bạn? Theo định nghĩa thì sức điện động là đạo hàm của từ thông theo thời gian. Vậy anh có từ thông là gì? NPS cos omega t cộng phi. Thì anh đi đạo hàm cái từ thông này ra thì NPS đặt ra ngoài này. Đạo hàm của cos chính là trừ sin. Mà trừ với trừ ở đây là thành dấu cộng, đúng không? Còn cái này là sin cos U, cho nên sẽ là sin U nhân U phẩy. Thì U phẩy chỗ này chính là
omega đã có đặt ra ngoài nữa. Vậy công thức của anh sẽ có là omega nbs sin của omega t cộng phi, và ở đây anh đặt omega nbs là e 0 là sức điện động cực đại á, thì anh sẽ được cái công thức như này. Và để so sánh với lại thằng từ thông thì cái thằng sin này anh đổi về cos dựa vào công thức lượng giác đúng không, là bằng cos của cái góc đó trừ cho pi chia 2. Thì sau khi anh biến đổi lượng giác về thì anh so sánh thằng này, thằng này là sức điện động các bạn ha, với lại từ thông, với lại từ thông, thì các bạn thấy cái gì đặc biệt các bạn? Thì hai biểu thức này đưa về cùng hàm cos thì có phải sức điện động của mình nó trễ pha pi chia 2 so với từ thông không các bạn? Đúng chưa? Chúng ta phải hình dung ha, sức điện động của mình nó trễ pha pi chia 2 so với từ thông. Ok chưa? Còn đây là công thức sức điện động cực đại ha. Rồi, ngoài ra do nó trễ pha pi chia 2 có nghĩa là hai thằng nó vuông pha với nhau, pi chia 2 là 90 độ các bạn. Nó vuông pha với nhau thì theo công thức độc lập mình có gì các bạn? À, e bình phương chia e 0 bình phương cộng phi bình phương chia phi 0 bình phương bằng 1. Vậy công thức này quan trọng. Tại một thời điểm bất kỳ nếu nó cho các bạn giá trị tức thời của sức điện động thì các bạn có thể tìm được giá trị tức thời của từ thông nếu như chúng ta có giá trị cực đại của hai này. Đúng chưa? Là công thức độc lập. Vậy thông qua lý thuyết chỗ này mình sẽ hiểu là gì? Làm sao để người ta tạo ra điện xoay chiều? À, là máy phát điện xoay chiều nó cấu tạo căn bản của nó là gì? Nó có một cái cục 500 để tạo ra từ trường B. Sau đó nó cho quay cái khung dây trong từ trường này và nó sẽ sinh ra sức điện động. À, sinh ra từ thông và từ thông sẽ sinh ra sức điện động. Được chưa các bạn? Còn để quay cái khung dây này trong thực tế á, người ta xài máy thủy điện á, thì người ta cho nước nó chảy vào trong cái ống dẫn và làm quay cái tuabin, thì cái tuabin nó sẽ làm quay cái khung dây các bạn ha. Được chưa? Còn biểu thức của từ thông, biểu thức của sức điện động thì mình nhớ là gì? Từ thông và sức điện động nó cũng là dao động điều hòa. Tuy nhiên về sức điện động thì nó trễ pha pi chia 2 so với từ thông. Nó giống y chang vận tốc trễ pha so với ly độ vậy các bạn ha. Rồi, ngoài ra chúng ta có những công thức cực đại để chúng ta nhớ và công thức độc lập ha. Tiếp theo, những kiến thức về điện xoay chiều thì các bạn nhớ y chúng ta, y lớn ký hiệu là gì? Là dòng điện hiệu dụng ha. Và y 0 là dòng điện cực đại, y 0 u 0 là dòng điện cực đại, e 0 là sức điện động cực đại. Còn y u e viết hoa như thế này là giá trị hiệu dụng, được chưa? Ở đây thì có hướng dẫn cho các bạn một cái tip để các bạn làm bài toán, đối với cái bài toán mà nó cho tính cái hiệu điện thế tức thời tại thời điểm u1 u2 á, biết rằng t2 bằng t1 cộng delta t. Thì tí nữa vào anh sẽ hướng dẫn các bạn bấm máy tính luôn. Ok. Và các bạn nhớ cho anh một cái công thức nữa ha. Cái này trong dao động điều hòa mình sẽ nói các bạn ha. Delta phi là bằng omega nhân với delta t ha. Góc quét á thì bằng omega nhân với thời gian ha. Rồi, chúng ta đi vào bài tập các bạn ha. Rồi, câu số 1 các bạn. Những cái câu về nhận biết trước ha. Những câu về nhận biết trước rất là dễ. Cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua động mạch có biểu thức y bằng y 0 cos omega t cộng phi đúng không? Vậy chúng ta thứ nhất chúng ta phải biết nhận biết được điện xoay chiều ha, cho cái biểu thức y là chúng ta phân tích được gì. Chúng ta biết 4 chính là y 0 này. À, omega là bằng 120 pi này. Và phi ban đầu của chúng ta là bao nhiêu? À, phi y á là bằng pi chia 4, được không? Bây giờ nó hỏi gì? Giá trị hiệu dụng là hỏi gì bạn? Hỏi y đúng không? Vậy y của chúng ta sẽ bằng là y 0 chia căn 2 đúng không? Và y 0 của anh là 4 nè. Vậy là 4 chia căn 2. À, 4 chia căn 2 thì anh được đáp án là 2 căn 2 đúng không các bạn? Câu B. Đó. Cho một biểu thức cường độ dòng điện hay là hiệu điện thế thì chúng ta sẽ có được những cái thông số nào? Rồi, câu thứ hai, nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dòng điện xoay chiều thì dựa vào hiện tượng nào các bạn? Ha, mới học xong ha, hiện tượng cảm ứng điện từ. Bằng cách là cho khung dây quay bên trong vùng từ trường thì nó sẽ tạo ra từ thông, từ thông sinh ra sức điện động, và đó chính là dòng điện xoay chiều của mình. Câu tiếp theo, dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ dòng điện là 4 lần cos của 2 pi t chia cho t lớn, với t là đại lượng gì các bạn? À, t là chu kỳ của dòng điện ha. Vậy đáp án câu 3 của mình là câu B. Câu số 4 các bạn comment đáp án bên dưới cho anh ha, mình cùng tương tác. Những cái câu đầu nó dễ, anh sẽ đi nhanh tí xíu. Những câu tiếp theo khó, anh sẽ dành thời gian nhiều hơn các bạn. Tương tự câu này cũng là lý thuyết luôn ha. Nó cho y 0 thì kệ nó, nhưng mà 2bft thì rõ ràng f của mình là gì? Là tần số của dòng điện các bạn ha. Là câu B. Rồi, ở Việt Nam thì mạng điện xoay chiều dân dụng chúng ta có tần số bao nhiêu các bạn? Nhiều bạn đừng nói là không biết câu này nha. Ở nhà mình xài mà không biết điện xoay chiều của mình bao nhiêu hát nha. Rồi, điện xoay chiều của Việt Nam của mình là nhớ là xài 60 hạt nha các bạn.
đừng có nhầm lẫn ha, không có trăm hạt đâu ha. Tiếp theo các bạn câu số 6, dòng điện xe chiều là dòng điện có tính chất nào sau đây? Chiều và cường độ thay đổi đều đặn theo thời gian. Dùng cái chữ đều đặn là thấy nó củ chuối rồi đó. Chiều và cường độ không đổi theo thời gian, à đó là dòng điện không đổi ha. Chiều thay đổi tuần hoàn, cường độ dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian, hay là chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ dòng điện không đổi theo thời gian các bạn? À, chúng ta đọc lên mà chúng ta biết được rằng đáp án của chúng ta là câu C ha. Nhớ cho anh ha, Y bằng Y0 ha, cos omega t cộng phi, cộng phi, phi y. Cho nên là gì? À, chiều và cả giá trị cường độ dòng điện nó cũng biến thiên điều hòa theo thời gian, được chưa? Rồi, qua câu thứ hai, à, qua cái những câu hỏi ở mục là hiểu biết các bạn ha. Câu số 1, cường độ dòng điện tức thời của một dòng điện xoay chiều chạy trong một đoạn mạch có giá trị như này ha, Y bằng 5 cos của 100 bt cộng 0.5 bi. Nhận xét nào sau đây khi nói về dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch là sai? Cẩn thận cho anh ha. Thì chúng ta để ý ha, chúng ta cũng phân tích, câu này nó chỉ hỏi chúng ta các kỹ năng phân tích cơ bản khi cho cái giá trị Y, cái biểu thức Y thì chúng ta phân tích được cái gì trên đó. Thì đây câu sai của chúng ta là câu C ha, cường độ hiệu dụng là 5 căn 2 là sai ha. Cường độ dòng điện hiệu dụng của chúng ta phải là lấy 5 chia cho căn 2 mới đúng các bạn ha. Nhớ không? Là bằng Y0 nè chia căn 2 mới đúng nè. Cho nên là 5 căn 2 là sai, được chưa? Giá trị cực đại là 5 là đúng rồi, đúng không? Tần số 50 hạt tại vì omega của anh là 100 bi. Đúng chưa? Chu kỳ chúng ta lấy 1 chia T, 1 chia cho 50 là ra 0.02. Câu số 2 các bạn, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều có biểu thức. Ở đây cho chúng ta là biểu thức điện áp trong 1 giây. À, thì dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần các bạn? Các bạn nhớ không? Trong 1 giây thì dòng điện đổi chiều 2F lần. Đúng không? Vậy nó cho tần số này, à chúng ta quan tâm nè, nó cho omega của chúng ta là bằng 100 bi nè. Đúng không? Vậy chúng ta suy ra F là bằng gì các bạn? Omega là bằng 2 bi F, vậy F sẽ bằng omega chia 2 bi đúng không? Vậy chúng ta có 100 bi nè mà chia cho 2 bi nè. Vậy chúng ta được 50, đúng không? Là F của anh là bằng 50 Hz. Bây giờ nó hỏi trong 1 giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần các bạn? Ha. Thì chúng ta có đổi chiều 2F lần, tức là 2 nhân cho 50. Vậy trong 1 giây thì dòng điện xoay chiều đổi chiều 100 lần. Câu A. Được không các bạn? Anh qua câu số 3. Những câu đầu tiên nó dễ cho nên anh đi hơi nhanh tí xíu các bạn ha. Các bạn có thể xem lại video bằng cách tua lại cũng không sao. Rồi, chúng ta qua câu số 3. Là tích trong đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017, nó cho mình cái đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều U ở hai đầu đoạn mạch theo thời gian T, U theo T các bạn ha. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng bao nhiêu? À chúng ta nhớ ha, à, chúng ta có dạng là dòng điện xoay chiều chúng ta biến thiên theo hình sin, có dạng đồ thị hình sin như thế này các bạn ha. Vậy thì cái biên độ cực đại của nó là cái đỉnh này các bạn nè, là biên độ cực đại này, được chưa? Mà ở đây chúng ta thấy cái đỉnh chiếu lên nè, thì biên độ cực đại U0 của anh là bằng bao nhiêu? Nó giống như biên độ dao động trong dao động điều hòa đó các bạn, bằng 220V. Vậy muốn tìm U là giá trị hiệu dụng thì chúng ta lấy 220 chia căn 2. Đúng các bạn? 220 mà chia căn 2, trục căn thức lên. Vậy anh được bao nhiêu các bạn? Có phải là 110 căn 2 không? Vậy đáp án của anh là câu A. Nhớ ha, nhìn vô đồ thị nó sẽ được U0, sau đó chúng ta chia căn 2 thì chúng ta là U các bạn ha. Rồi, câu tiếp theo, câu số 4. Từ thông qua không dây dẫn có biểu thức phi bằng phi 0 cos omega t cộng bi chia 2, thì trong không dây xuất hiện một sức điện động cảm ứng có biểu thức E bằng E0 cos omega t cộng phi. Trong đó phi 0, E0, omega là các hằng số dương, giá trị phi là bao nhiêu? À, giá trị phi là bao nhiêu? Phi là cái pha ban đầu của thằng nào? Của sức điện động. Đúng chưa? Vậy hồi nãy chúng ta học rồi, từ thông và sức điện động thì cái phi nó như thế nào các bạn? Cái độ lệch pha của nó là bao nhiêu? Là bi chia 2 đúng không? Có phải là sức điện động sẽ trễ pha bi chia 2 so với từ thông, mà từ thông anh đang có là bi chia 2 đúng không? Vậy sức điện động trễ pha hơn bi chia 2 nữa, vậy sức điện động là phi A các bạn ha, có phải bằng phi của từ thông là bi chia 2 có sẵn nè, và nó trễ pha bi chia 2 tức là trừ bi chia 2 nữa, thì có phải nó bằng 0 không các bạn? Trong trường hợp này phi của anh bằng 0 không? Và đáp án của anh là câu B. Cẩn thận nha, sức điện động pha ban đầu của sức điện động ha, nó sẽ trễ pha bi chia 2 so với từ thông. Tại vì mình có là gì? Sức điện động
là bằng đạo hàm của từ thông theo thời gian. Nhớ không? Rồi, chúng ta qua câu số 5. Tương tự các bạn ha, câu số 5 nó cho các bạn đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào thời gian, hỏi tần số của dòng điện này bao nhiêu. À, muốn tìm tần số chúng ta có gì các bạn? Dựa trên đồ thị chúng ta phân tích cái chu kỳ. Và nhìn cái đồ thị này, chu kỳ trong một cái đồ thị á thì chu kỳ các bạn xác tại điểm ban đầu, ví dụ anh xác tại điểm O, dòng điện của anh đang cái chiều hướng đi xuống nè. Thì để hết một chu kỳ, hoàn thành một chu kỳ thì các bạn phải lặp lại cái trạng thái ban đầu. Ví dụ trạng thái ban đầu của anh đang đi xuống thì anh phải qua đây, anh lên, đúng không? Và anh xuống đây, à lại đây mới được một chu kỳ nè. Đến đây mới được chu kỳ nè, đến điểm A mới là chu kỳ nè. Vậy OA của anh là chu kỳ, vậy cái trục hoành của anh là trục thời gian. Vậy OA của anh bằng bao nhiêu giây các bạn? Bằng 10 giây đúng không? Vậy có phải T của anh là bằng 10 giây không? Mà nó hỏi gì? Nó hỏi F. À, nó hỏi tần số gốc là hỏi omega ha. Vậy omega của anh là bằng gì? 2pi chia T. Đúng không? Omega là 2pi chia T, là 2pi chia cho 10 các bạn. Đúng không? À, nhưng mà để ý ha, trong cái đồ thị này thời gian của chúng ta đang biểu diễn là đơn vị là mili giây. Vậy cái 10 giây này chúng ta phải 10 mili giây này chúng ta phải chuyển qua giây nữa các bạn ha. Vậy là 2pi này chia cho T này, 10 này và nhân 10 mũ trừ 3 này các bạn ha. Vậy đáp án của anh là câu 5 là câu nào các bạn? Tức là ở đây chia cho 0.01 á. Vậy câu 5 đáp án của anh là 200pi đúng không? Là câu D đúng không? Câu D. Nhớ phải biết phân tích đồ thị ha, những câu này nó rất hay hỏi. Nếu nó hỏi biên độ ha hay là y cực đại á, thì nó bằng 2 các bạn ha. Nên nhìn cái biên độ này, y bằng 2. Biên độ là cái đoạn này. Đây là trừ A nè, đây là cộng A nè, được chưa? Rồi câu số 6. Một dòng điện xoay chiều có cường độ biểu diễn biểu thức là 4 lần cốt của 100BT cộng pi chia 6 phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dòng điện này. Thì cũng là giống cái câu hồi nãy trên kia, chúng ta phải phân tích ha. Ví dụ nó nói tần số là 100 hạt, chúng ta nhìn vô đây thì đúng hay sai? À, omega chúng ta bằng 100B. Vậy tần số 100 hạt là sai các bạn ha. Đúng không? Tại vì sao? Omega là bằng 2BF. Vậy F của anh á sẽ bằng omega chia 2B, là bằng 100B mà chia cho 2B. Vậy nó phải là 50 hạt chứ làm sao mà 60 hạt được. Đúng chưa? Rồi, tôi qua câu tiếp theo. Bây giờ các bài toán ta nâng cao lên chút xíu ở mức độ vận dụng các bạn ha. Rồi, ví dụ 1. Biểu thức điện áp tức thời giai đầu động mạch có dạng là U bằng nhiêu đây? Trong một giây, số lần điện áp có độ lớn bằng 30V là. À, bây giờ nhớ cái này không? Cái này là hoàn toàn về dao động điều hòa thôi các bạn ha. Đầu tiên, nó muốn nói trong một giây số lần điện áp U là bằng độ lớn bằng bao nhiêu, các bạn phải làm cái gì các bạn? Các bạn phải tìm gì? Từ cái biểu thức nè, U nè, các bạn phải tìm chu kỳ ra, các bạn coi trong một chu kỳ nó là bao nhiêu giây các đã. Đúng không? Vậy T của anh là bằng gì? Anh giải qua đây ha. Ok. Các bạn để ý ha. Rồi anh có T là bằng gì? T của anh á là bằng 2pi chia cho omega. Vậy có phải trong trường hợp này là 2pi chia cho 120pi không? Là 2 chia cho 120 là 1/60 giây các bạn ha. 1/60 giây. Đây là chu kỳ của ha, chu kỳ của dòng điện ha. Và nó cũng là chu kỳ của hiệu điện thế luôn các bạn. Vậy trong mỗi chu kỳ anh có bao nhiêu lần? Anh xét trong một chu kỳ á, anh có bao nhiêu lần điện áp có giá trị là âm 30V các bạn? À, có độ lớn là 30V các bạn. Thì các bạn nhớ không? Chúng ta quay trở lại bài toán căn bản của chúng ta là vẽ cái đường tròn lượng giác. À, đây là biên độ nè. Ở đây là 60 căn 2, anh biểu diễn cho các bạn hình dung luôn nè. Đây là 60 căn 2 là biên độ cực đại nè. Đây là -60 căn 2 đúng không? Rồi, đây là 0 nè. Vị trí cân bằng nè. 30 độ lớn, có độ lớn bằng 30V. 30V là đây đúng không các bạn? À, đâu đây ha, 30V ha. Thì chúng ta chiếu lên chúng ta thấy có mấy điểm các bạn? Trong một chu kỳ á, trong một chu kỳ có phải chúng ta có 4 điểm không? Có 4 điểm không? Anh có điểm M1 nè, M2 nè, M3 nè và M4 nè. Trong một chu kỳ anh có 4 điểm mà giá trị của hiệu điện thế có độ lớn là bằng 30V. Độ lớn bằng 30V có nghĩa là nó có thể âm mà có thể là dương. Có nghĩa là trong trường hợp này cũng được, trong trường hợp này cũng được. Anh có 4 điểm, có 4 lần như vậy ha. Trong một chu kỳ, anh nhắc lại là anh có 4 lần mà anh xét trong mấy giây các bạn? Tức là trong một chu kỳ là trong 1/60 giây thì anh có mấy lần? Anh có 4 lần có độ lớn là 30V. Nó hỏi các bạn trong 1 giây đúng không? Có bao nhiêu lần, các bạn làm sao? Các bạn lấy 1 nhân 4 chia cho 1/60, tức là ra gì?
60 nhân cho 4 là bằng bao nhiêu lần các bạn? Là 240 lần. Được chưa? Chú ý ha, còn nếu cái đề chỗ này mà nó đổi lại là có giá trị bằng 30V thì trong một chu kỳ các bạn chỉ có hai thời điểm thôi, hai thời điểm mà có giá trị 30V. Ở đây nó nói là có độ lớn bằng 30V cho nên chúng ta có 4 thời điểm ha, 4 điểm trên đường tròn lượng giá. Cho nên trong một chu kỳ, ánh sáng trong một chu kỳ là anh có 4 lần. Vậy chu kỳ của anh là 1/60 giây là anh có 4 lần, tức là trong một T nè. Nó hỏi trong một giây anh có bao nhiêu lần thì anh chỉ nhân chéo chia ngang qua là anh được 240 lần. Được chưa? Vậy đáp án của anh là câu D. Rất là dễ hiểu các bạn ha. Kiến thức của chúng ta là kiến thức cũ thôi, là về dao động điều hòa thôi. Cho nên các bạn không hiểu thì nó rất là khó. Thì anh mới nói rồi, các bạn để ý nếu chương đầu tiên dao động điều hòa các bạn học tốt thì những cái sau không có gì là khó khăn cả. Đúng không các bạn? Ok, chúng ta qua câu tiếp theo các bạn. Câu tiếp theo của chúng ta là nói gì đây? À, nói về bóng đèn, một cái đèn ống được mắc xoay chiều có điện áp hiệu dụng là U. Biết rằng bóng đèn đạt điện áp giữa hai cực của bóng đèn không nhỏ hơn. À, biết rằng khi mà nó sáng khi nào? Bóng đèn này nó sáng khi mà điện áp giữa hai cực á nó không nhỏ hơn. À, nó không nhỏ hơn U căn 2 chia 2. Các bạn hình dung cho anh ha, U căn 2 chia 2. Đây này. Nó sáng khi thằng này không nhỏ hơn U căn 2 chia 2. Hỏi tỷ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kỳ là bao nhiêu? Rồi, ta cũng dùng cái công thức, cái công cụ cơ bản của chúng ta, đó là cái đường tròn lượng giác để chúng ta làm các bạn ha. Thì bạn nào mà hiểu được rồi thì giải quyết rất nhiều bài toán. Bây giờ anh giải quyết ha. Đây là cái đường tròn lượng giác của anh ha. Đây là góc tọa độ ha, O ha. Đây là biên độ. Biên độ cực đại là gì các bạn? Là U căn 2 đúng không? U 0 là bằng U căn 2. Vậy ở đây có phải là trừ U căn 2 không? Bây giờ nó nói bóng đèn sáng khi nào? Khi mà điện áp giữa hai cực không nhỏ hơn U căn 2 chia 2. Vậy U căn 2 chia 2 của anh là đây nè. Đó, anh gọi đây là U căn 2 chia 2 nè. Đúng chưa? Vậy trong một chu kỳ thì anh có bao nhiêu thời điểm mà hiệu điện thế bằng U căn 2 chia 2 các bạn? Có độ lớn là U căn 2 chia 2 à. Ở đây nó nói là độ lớn các bạn ha. Vậy anh có 4 điểm đúng không? Anh gọi điểm này là M1, M2 đi. Đây là M1, đây là M3 nè. Và đây là M4 nè. Anh có 4 điểm. Ở đây gọi là trừ U căn 2 chia 2 nè. Bóng đèn của anh chỉ sáng khi nào? Khi mà điện áp giữa hai cực không nhỏ hơn, tức là nó lớn hơn. Vậy thời gian sáng là thời gian tại đây các bạn nè. Nó quét từ đây đến đây các bạn nè. Hình dung nè. Thời gian mà sáng lên nha, anh cho màu xanh ha, là nó quét từ điểm M1 nè. Đó, qua điểm M4 nè. Hoặc quét từ điểm M2 nè, một qua điểm M3 nè. Là trong hai cái vùng này là đèn sáng. Tương ứng cái góc quét của nó sẽ là như thế này các bạn ha. Cái góc quét tương ứng của nó sẽ như thế này. Còn khi nào mà cái chắc điểm nó chạy vô đây nè các bạn, vô trong cái miền bên trong này, tức là chiếu xuống cái giá trị độ lớn của nó nhỏ hơn U căn 2 chia 2, thì lúc đó bóng đèn của mình tắt, vì độ lớn của nó nhỏ hơn U căn 2 chia 2. Vậy muốn tìm tỷ lệ giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng thì mình tính ra và mình chia xuống để mình ra tỷ lệ đúng không? Bây giờ anh tính đèn tắt trước. Mình có công thức delta T là bằng gì các bạn? Là bằng delta phi chia cho omega. Đúng không? Đèn delta phi chia omega. Góc quét chia cho omega. Vậy bây giờ delta T tắt á ha, T tắt ha, anh gọi là delta T tắt ha. Tắt nè. Thì nó bằng góc quét. Góc quét của anh tương ứng với đèn tắt là cái góc quét này đúng không? Góc quét này nè, cộng với cái góc quét này các bạn ha. Thì các bạn chỉ cần tính cái rồi các bạn làm gì? Nhân 2 lên là được. Được không? Hoặc các bạn có thể tính thằng sáng trước. Thằng sáng trước, delta T sáng là góc này. Các bạn tính một góc, các bạn nhân 4 lên, vì đèn này nó đối xứng hết trơn mà. Vậy góc này tính sao? À, mình có tam giác các bạn ha. Anh gọi chỗ này là điểm H nè. OHM1 là tam giác vuông nè. Vậy cos là bằng kề chưa hiền, đúng không? Vậy anh gọi là cos alpha để anh nhẩm vào đây ha. Cos alpha của anh là bằng kề chưa hiền. Kề chỗ này, đoạn này là U căn 2 chia 2 đúng không? U căn 2 chia 2 chia cho đoạn OM1, mà OM1 của anh chính là U căn 2 đúng không các bạn? U căn 2.
đó là u zero chính là u căn 2 đó. Vậy có phải chia xuống là cộng 1 phần 2 không? Cos 1 phần 2 thì góc đó có phải là pi chia 3 hay là pi chia 6 các bạn? Pi chia 3 đúng không? Để anh bấm ha. Shift cos của 0.5 ha. Đó là pi chia 3. Có nghĩa là góc này là pi chia 3 này. Vậy anh nhân lên 4 lần để anh được cái góc quét của thời gian đằng sáng, có phải là pi chia 3 nhân 4 không? Là 3 pi chia 3 nè. Anh nhân cho 4 là 4 pi chia 3 không? Vậy thời gian đằng sáng tương ứng với góc quét là 4 pi chia 3 chia cho omega. Đúng không? Omega của anh á là bằng gì? Theo công thức chu kỳ thì omega anh bằng gì các bạn? Omega bằng 2 pi chia t đúng không? 2 pi chia t. Vậy chỗ này omega anh có thể để đây trước ha, tí nữa nếu mà anh chia thì nó mất, không chia thì anh chuyển qua t cũng được, không thì cứ để omega trước đã. Rồi vậy tương ứng thời gian đằng tắt của anh là bằng bao nhiêu các bạn? Góc quét sẽ là bao nhiêu? Nhiều bạn đi tính nhưng mà anh không cần tính, anh sẽ lấy tổng cái đường tròn này là 2 pi, đúng không? 2 pi. Sau đó anh trừ cho gì các bạn? Anh trừ cho cái thời gian đằng sáng đi. Mà thời gian đằng sáng thì tương ứng với góc quét là 4 pi chia 3. Đúng không? Vậy của anh sẽ có là gì đây? À anh có 1 nè, à anh có 2 chứ. Mà anh trừ cho 4 phần 3 đúng không các bạn? Là được 2 phần 3. Vậy thằng này sẽ là 2 pi chia 3. Đúng không? Chia cho omega. Vậy bây giờ anh lập tỷ lệ thời gian đằng sáng chia thời gian đằng tắt. Ở đây nó gọi là tỷ lệ giữa tắt chia sáng. Vậy anh lập tỷ lệ ha. Tắt chia sáng có phải là thằng này chia thằng này không các bạn? Thì thằng này chia thằng này có phải cái omega này nó mất đi không? Vậy anh còn lại là gì? 2 pi chia 3 này. Chia cho thằng này. Ha, 2 pi chia 3 chia cho omega này, anh vẽ cho từ từ ha. Chia thằng này tức là nhân cho omega này, chia cho 4 pi chia 3 này. Rồi hai thằng này chia nhau vì thằng này nó triệt tiêu rồi. Chia nhau thì chúng ta còn gì các bạn? 2 pi chia 3 mà nhân cho 3 chia 4 pi đúng không? 2 pi chia 3 mà nhân cho 3 chia cho 4 pi. Thì có phải số 3 này số 3 mất không các bạn? 2 pi này với pi mất không? Vậy 2 chia 4, vậy đáp án của anh tỷ lệ là có phải là 1 phần 2 không? Đúng không? Ở đây anh đang hướng dẫn các bạn để các bạn hiểu được cái cách giải quyết bài toán trên đường tròn lượng giác. Thì anh làm rất là chậm, nhưng mà vào thi là mình vẽ ra và mình tính góc rất là nhanh. Được chưa các bạn? Rồi, đáp án tỷ lệ của mình là 1 phần 2. Câu C. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Cái này là hoàn toàn là về thuần dao động điều hòa thôi các bạn ha. Không có gì hết. Và chúng ta hiểu được cái hiện tượng vật lý, ta áp dụng được đúng cái cách làm thì chả có gì là khó khăn cả. Thì anh nhắc lại ha, chúng ta nhớ cố gắng tìm cái góc quét tương ứng với thời điểm, ví dụ thời gian đằng tắt thì tương ứng với góc quét là bao nhiêu, thời gian đằng sáng tương ứng với góc quét là bao nhiêu. Ta có góc quét rồi thì chúng ta tìm delta t. Delta t là bằng delta phi chia omega, công thức căn bản đúng không? Và chúng ta tính ra được cái delta t tương ứng, chúng ta chia tỷ lệ xuống thì cái omega này triệt tiêu với nhau thì chúng ta còn lại được cái tỷ lệ mà cần tìm. Ok, nhớ ha, về phải xem lại nếu như các bạn không hiểu. Video anh sẽ để trên YouTube các bạn ha. Ví dụ 3. Điện áp giữa hai đầu một bóng đèn có biểu thức là 100 căn 2 cos của 100 pt. Đèn chỉ sáng khi độ lớn hơn bằng 100 V. Vậy thời gian đèn sáng trong 1 phút là bao nhiêu giây? Cũng áp dụng y chang kiến thức hồi nãy thôi các bạn. Nó hỏi thời gian đèn sáng trong 1 phút là bao nhiêu giây. Vậy chúng ta phải tìm thời gian đèn sáng trong gì? Trong một chu kỳ. Đúng không? Sau khi các bạn biết được thời gian đèn sáng trong một chu kỳ rồi thì nó hỏi trong 1 phút, 2 phút hay là 100 phút mình đều làm được. Các bạn hình dung không? Ở đây là ô đúng không? Ở đây là biên độ là cực đại là 100 căn 2 nè. Ở đây là bao nhiêu? Trừ 100 căn 2 nè. Đèn sáng khi độ lớn của u lớn hơn 100. 100 là đây các bạn ha. Vì nó nói độ lớn như này chúng ta sẽ có 4 điểm trên đường tròn lượng giác y chang hồi nãy. Đây nào nãy. Tại đây sẽ là trừ 100 và tại đây sẽ là 100. Vậy anh chiếu nhanh lên. À, thời gian đèn sáng tương ứng với góc quét là cái nào các bạn? Có phải là thời gian đèn sáng sẽ tương ứng với góc quét là góc này cộng với góc này không? Mà góc này chính là bốn góc này cộng lại đúng không? Đúng không? Mà cái này thì chúng ta tính nhanh luôn. À, cos alpha là bằng cạnh này chia cho cạnh này, cạnh này là 100 chia cho cạnh này chính là cái cạnh bán kính luôn, là 100 căn 2 đúng không? Vậy là 1 chia căn 2 là căn 2 chia 2 các bạn. Cos căn 2 chia 2 thì alpha của anh bằng pi chia 4 đúng không? Alpha bằng pi chia 4 và anh có 4 góc này nhân 4 lên phải được delta alpha của anh là bằng bao nhiêu các bạn? Hay là delta phi á là bằng bao nhiêu? Nhân 4 này ra pi đúng không? Vậy thời gian mà đèn sáng trong một chu kỳ delta t trong một chu kỳ ha.
thì sẽ bằng delta phi chia cho omega. Delta phi của anh là pi chia cho omega. Omega ở đâu các bạn? Đây nè, omega là bằng 100 pi nè, 100 pi nè. Vậy hai này triệt tiêu với nhau là anh ra trong một chu kỳ thời gian đèn sáng là 1/100 giây. Một chu kỳ thời gian đèn sáng là 1/100 giây. Vậy nó hỏi trong 1 phút, 1 phút là bao nhiêu? À, 1 phút là 60 giây. Thì thời gian đèn sáng là bao nhiêu? Đúng không? Hoặc chúng ta phải quy đổi xuống 1 phút là bao nhiêu chu kỳ? Đúng không? 1 phút là bao nhiêu chu kỳ? 1 phút là 60 giây thì 60 giây là bao nhiêu chu kỳ? Sau đó ta tính ra thôi các bạn. Đúng chưa? Vậy có phải là chúng ta lấy thằng này à, từ từ trước khi các bạn tính vậy thì anh tính vậy các bạn đỡ nhầm ha. Anh tính ra được cái delta t trong một chu kỳ là bằng 1/100 giây. Vậy trong một chu kỳ anh có 60 giây ha. À, 60 giây này anh để lại sau anh tính sau ha. Trong một chu kỳ nè, một t nè là anh có 1/100. Rồi. Anh có 1/100. Vậy một chu kỳ của anh là bao nhiêu giây anh phải tính trước ha. T là bằng gì? Bằng 1 chia F đúng không? Hoặc là bằng 2 pi chia omega cũng được. Hoặc à, T là bằng 1 chia F các bạn ha. Bằng gì nữa đây? Ha, T của anh sẽ bằng là 2 pi chia omega đúng không? Trong trường hợp này ha. Vậy T của anh bằng 2 pi chia omega là bằng 2 pi mà omega của anh là bao nhiêu? 100 pi nè. 100 pi nè. Vậy T của anh là bằng 2/100 đúng không các bạn? 2/100 giây. 2/100 giây, tức là trong một chu kỳ á thì anh có 2/100 giây. Ok chứ các bạn? Mình ra được T là bằng 2/100. Thì bây giờ mình chỉ áp dụng công thức nhân chéo chia ngang thôi, mình lý giải thôi. Trong một T một chu kỳ, tức là trong 2/100 giây, thì anh có tổng cộng thời gian đèn sáng là 1/100 giây đúng không? Đèn sáng là 1/100 giây này. Rồi vậy nó hỏi trong 60 phút thì đèn sáng bao nhiêu? Thì 60 phút tương ứng với mấy? Là 60 giây. À, trong 1 phút chứ, sorry ha. 1 phút thì tương ứng với 60 giây thì đèn sáng là bao nhiêu chỗ này? Vậy em ta lấy 60 nhân với 1/100 và chia cho 2/100 thì có phải là 60 chia cho 100 rồi chia cho thằng đó thì nhân cho 100 chia 2 đúng không? Vậy đáp án của mình là bằng 30 đúng không các bạn? Đúng không? Các bạn phải quy về trong một chu kỳ ha. Quy về vào trong một chu kỳ thì thời gian đèn sáng là bao nhiêu giây, rồi sau đó nó hỏi các bạn là trong 1 phút, trong 10 phút gì đó các bạn cứ nhân chéo chia ngang là các bạn ra được chưa. Cố gắng xem lại video cho anh ha, để tiết kiệm thời gian thì anh sẽ qua nhanh hơn tí xíu. Hoàn toàn là áp dụng về dao động điều hòa hết. Bài câu D. Ok, câu 4 với câu 5 thì nó tương tự nhau. Anh hướng dẫn các bạn câu 4. Cái dạng này ở trên phần lý thuyết anh có ghi rồi các bạn ha. Và ở đây anh hướng dẫn các bạn bấm máy tính cho câu này luôn. Cho một cái biểu thức cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm T là nó có là bằng 4 lần cos của 100 pi T trừ pi chia 2. Ở thời điểm T1 á, thì cường độ dòng điện là 2A và đang giảm các bạn ha. Đang giảm có nghĩa là như thế nào? Đang giảm có nghĩa là như thế nào các bạn nào hiểu không? Tức là như thế này nè, đang giảm là đối với 4 điểm này thì nó nằm ở vị trí nào các bạn? Cường độ dòng điện cực đại của nó là 4 đúng không? Tại thời điểm T1 thì giá trị là bằng 2. Bằng 2 mà đang giảm thì nó nằm đâu? À, nó đang đây này các bạn. Được chưa? Bằng 2 và đang giảm. Bằng 2 thì mình có 2 điểm, một là đây, hai là đây. Nhưng mà ở dưới này là đang tăng. Còn trong trường hợp này là đang giảm. Được chưa? Mình hình dung được cái điểm trên cái đường tròn lượng giác chưa? Rồi. Ở thời điểm T2 bằng T1 cộng 0.005 giây thì cường độ dòng điện này bằng bao nhiêu? Tất nhiên mình có thể giải bằng cái đường tròn lượng giác, hoàn toàn có thể giải được. Chúng ta tìm delta T và delta phi ra để chúng ta tìm cái góc quét ha. Nhưng mà ở đây đối với bài này điện sai chiều thì anh hướng dẫn các bạn bấm máy tính luôn. À, bấm máy tính thì trên cái phần lý thuyết ở trên anh cũng có đưa rồi. À, ở đây anh sẽ hướng dẫn bấm máy tính ha. À, các bạn bấm nè. Bấm đầu tiên là các bạn bấm cái hàm này giữa cái thời điểm y ha là 4 lần ha. Nhân cos ha. 100 pi T đúng không? Nhớ chuyển qua radian hết trơn nha các bạn. Thì anh đây là 100 pi nè. À, cos của 100 pi nhân với T là bao nhiêu các bạn? T có phải là 0.05 không? T có phải là 0.05 không? 0.005 chứ đúng không? Vậy là nhân cho 0.005 cộng cho.
thì ở thời điểm này thì cái góc phi nó sẽ tăng lên đúng không các bạn, nó sẽ thay đổi so với thời điểm ban đầu. Vậy cộng lên bao nhiêu các bạn? Cái góc phi của mình có phải là shift 2/4 không, shift cos của 2/4 không? Muốn anh giới thiệu lại không? Nè, muốn tìm cái góc phi này nè thì mình dùng cos, cos là bằng kề chiều hiền. Vậy muốn tìm cái góc phi là shift cos của cạnh này chia cạnh này, mà cạnh này trong trường hợp này là bằng 2, vì nó đề nó nói mà đang có cường độ bằng 2 mà cạnh độ lớn này là bằng 4 do cái cường độ cực đại ở đây bằng 4 nè. Vậy chỗ này sẽ là, anh bấm nhanh, sẽ là shift cos của 2/4 ha. Đó. Sau nữa các bạn cộng cho cái kia nữa là xong. Và đóng ngoặc lại ha, bằng trừ 2 căn 3. Các bạn ra đáp án luôn ha. Ra đáp án luôn. Vậy đáp án của anh là câu B, trừ 2 căn 3. Còn nếu các bạn để ý, nếu như câu này mà nó nói là tại thời điểm này T2 cường độ dòng điện là 2A và đang tăng thì sao? Đang tăng thì cái giá trị của mình là giá dương. Hiểu không? Giá dương. Nhớ nha, sẽ là câu A. Còn trong trường hợp này đang giảm thì nó sẽ là câu B, âm. Các bạn có thể vẽ đường tròn lượng giác ra để dễ hình dung ha. Trong trường hợp này bấm máy tính thì anh hướng dẫn. Công thức bấm thì anh để ở trên rồi, cái phần lý thuyết ban đầu á. Câu 5 cũng tương tự, câu 5 là về điện áp, các bạn bấm cho anh ha. Câu 5 thì anh cho đáp án luôn. Câu 5 thì đáp án của ta là câu A. Nhớ. Câu 6 các bạn. Câu 6 là nó hỏi hoàn toàn về gì các bạn? À, về cái bài về từ thông. Được chưa? Nó hỏi về thức sức điện động. Tức là bài toán là làm thế nào để tạo ra dòng điện xoay chiều đó. Thì chúng ta có ha. Từ thông của mỗi không dây của một cái máy phát điện bao gồm phần ứng là có 1000 vòng dây, tức là cho chúng ta n lớn là bằng 1000. Những cái bài này không khó các bạn ha. Cho biểu thức từ thông của chúng ta có dạng như thế này. Biểu thức sức điện động cảm ứng do máy phát điện này tạo ra là bao nhiêu? Thì các bạn nhớ ha, mình dựa vào tính chất đầu tiên để mình loại trước đáp án. Thì trong này các bạn để ý sao, sức điện động của mình sẽ như thế nào? Trễ pha pi chia 2 so với từ thông. Mà từ thông đang là pi chia 4, phải trễ pha pi chia 2 thì có phải là pi chia 4 trừ pi chia 2 không các bạn? Đúng không? Vậy anh quy đồng lên sẽ là pi chia 4 nè trừ 2 lần pi chia 4 nè. Vậy sẽ là trừ pi chia 4 nè. Đúng không? Vậy anh nhìn vô là anh chọn ngay được đáp án rồi các bạn. Anh chọn ngay được đáp án rồi. Câu nào các bạn? Câu B. Tại vì chỉ có câu B là cái pha ban đầu của thằng sức điện động là âm pi chia 4 thôi. Còn mấy cái này là sai hết. Được chưa? Chúng ta hiểu rất là nhanh để chúng ta chọn đáp án các bạn ha. Rồi, câu số 7, một cái câu trong đề thi chính thức. Cho một cái khung dây dẫn phẳng có gì đó thì anh hướng dẫn đối với bài này, khung dây đặt trong từ trường tính từ thông thì chúng ta phải làm gì các bạn? À, chúng ta tóm tắt ra và chúng ta áp dụng công thức thôi chứ không có gì hết. Đọc ngay từ đầu, 200 vòng này là gì? N bằng 200. Ghi ra. Mỗi vòng có diện tích là 600 cm vuông thì có gì? S là bằng 600 cm vuông. Tiếp tục, khung dây quay đều quanh trục nằm trong mặt phẳng của khung dây trong một cái từ trường đều có vectơ vuông góc với lại trục quay, vectơ vuông góc với trục quay và có độ lớn là bằng 4,5. Vậy nó cho bạn gì? Cho B là bằng 4,5 nhân cho 10 mũ trừ 2 Tesla. Sức điện động A có tần số là cho F là bằng 50 hạt. Chọn góc thời gian là lúc mà vectơ pháp tuyến của mặt phẳng không dây cùng hướng với vectơ cảm ứng điện từ là vectơ N này như thế này nè. À, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng không dây đó và vectơ B nó cũng là như thế này luôn, đang cùng hướng, hai này cùng hướng. Hai này cùng hướng thì góc của nó bằng bao nhiêu các bạn? Thì có phải là góc giữa vectơ N và vectơ B là bằng 0 không? Bằng 0 độ thì tí nữa cái cos mà cos alpha đó chắc chắn là nó bằng 1 vì cos 0 là bằng 1, các bạn hình dung không? Bây giờ nó hỏi biểu thức sức điện động A thì mình nhớ đầu tiên là gì? Ok, vậy sau khi mà tóm tắt chúng ta hiểu được ý nghĩa rồi, chúng ta tóm tắt ra được rồi chúng ta làm. Và nhớ chúng ta thi trắc nghiệm cho nên chúng ta phải loại trừ đáp án cho nó nhanh nha các bạn. Ví dụ anh nhìn vô đây ha. Anh thấy bốn đáp án nó khác nhau gì? Thứ nhất là nó khác nhau cái biên độ này. Thứ hai là nó khác nhau về cái pha ban đầu. Vậy ta để ý sao các bạn? Chúng ta có thể sử dụng vào cái pha ban đầu để chúng ta loại trừ. Ban đầu tiên nó nói gì các bạn? Chọn góc thời gian là lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng không dây cùng hướng với vectơ cảm ứng điện từ, tức là cái góc ban đầu, pha ban đầu của anh á, phi nó bằng mấy? Phi nó bằng 0. Đúng không? Phi nó bằng 0
tức là gì? Biểu thức từ thông của anh á có phải là bằng NBS cos của omega t cộng phi không? Đúng không? Mà phi ban đầu nó bằng 0, tức chỗ này bằng 0. Vậy cái sức điện động của anh theo lý thuyết là nó trễ pha pi chia 2 so với từ thông, thì có phải cái sức điện động của anh á, biểu thức E của anh á, nó sẽ là gì các bạn? Biểu thức E thì anh ghi luôn ha. Nó sẽ là omega NBS này nhân với cos của omega t trừ pi chia 2, đúng không? Vậy trong trường hợp này sẽ là omega t trừ pi chia 2. Tại vì cái phi quan này nó bằng 0 mà thằng này trễ pi chia 2 thì có phải của nó là trừ pi chia 2 không? Và anh chỉ nhìn vô đây anh loại được hai đáp án, câu A và câu B, tại vì cái phi của thằng A là ban đầu bằng 0 mà thấy loại rồi. Chỉ có là trừ pi chia 2 mới là đúng. Cái còn lại là cái gì các bạn? À cái biên độ, biên độ thì mình có công thức rồi. E0 của mình bằng gì? Bằng omega NBS. Đúng không? Mà ở đây chúng ta có hết rồi. Vậy chúng ta bấm máy tính thôi. Omega là bằng gì các bạn? Bằng 2BF đúng không? Vậy là 2B nè. Nhân cho F, F của anh là 50 nè. Được chưa? Nhân cho N nè. N là bao nhiêu? 200 vòng nè. Nhân cho B nè, là từ thông nè. Từ trường nè, 4.5 nhân 10 mũ trừ 2 nè. Nhớ đơn vị phải chuẩn ha. Và nhân cho diện tích là bao nhiêu? Là 600. Các bạn để ý đơn vị ở trong này nó để như thế nào các bạn ha. Để cm thì các bạn để y chang vậy ha, nhân cho 600. Còn không thì các bạn để ý ở đây nó không để gì hết thì các bạn phải đổi ra là gì các bạn? 600 này các bạn phải đổi ra mét. Là bao nhiêu mét? À 0.6 ha. Là 6 chứ các bạn ha. Ok. Và đáp án của anh là 169 nha các bạn ha. Là 169.6 á. Ha, 169.6. 169.6 do anh nhân cái kia cho 10 mũ trừ mấy nữa là nó ra các bạn ha. Tại vì cái 200 này là N nè. Các bạn nhớ cái này chúng ta phải đổi sang ha. Nó là 600 cm vuông thì chúng ta đổi sang là đổi sang mét vuông. Mét vuông thì chúng ta nhân với 10 mũ trừ 4 luôn chứ không phải là 10 mũ trừ 2. Và chỗ này phải là 0.06 nè. Đó. Vậy mới đúng ha. Đó, và đáp án của anh là 169.6 và câu C các bạn ha. Câu số 8 các bạn. Câu số 8 ta làm sao? Điện áp giữa hai đầu có biểu thức như vậy. Giá trị U ở thời điểm T bằng 5 mili giây. Thì câu này cực kỳ dễ. Nó cho cái U rồi, có biểu thức như vậy rồi. Nó hỏi U tại thời điểm T thì chúng ta cần thế T vào U là chúng ta tính được, đúng không? Vậy câu này chỉ là bấm máy tính thôi, đúng không? Nhớ góc của mình luôn luôn là ở radian đối với vật lý ha. 220 nè. Căn gì? Căn 2 nè. Cos của bao nhiêu các bạn? 100 pi nè. Nhân cho bao nhiêu? À, chúng ta để ý T của chúng ta ở đây đang là gì? 5 mili giây. Vậy chúng ta phải đổi ra giây nữa các bạn ha. Chúng ta nhân cho 10 mũ trừ 3. Vậy là 0.05. Đúng không? Nhân cho 0.05. Nhân cho nè. 0.005 ha. Rồi, chúng ta trừ cho pi chia 4 các bạn ha. Hỏi giá trị tại thời điểm T thì thế vô ta ra đáp án thôi là 220. Vậy đáp án của anh là câu C. Được không? Ok không mọi người? Câu số 9 ha. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện sai chiều chạy trong một đoạn mạch trong thời gian T. Cường độ dòng điện hiệu dụng là bao nhiêu các bạn? À nhìn vô biết liền là gì? Giá trị cực đại của anh là 2 nè. Đúng không? Hồi nãy nói rồi. Vậy giá trị hiệu dụng của anh sẽ là 2 chia cho căn 2. Mà trục căn thức lên thì nó sẽ là 2 căn 2. Và đáp án của anh là câu D. À sorry mọi người, anh nhầm ha. 2 chia căn 2, sorry. 2 chia căn 2 trục căn thức lên chúng ta sẽ được căn 2 chứ đúng không? Trục căn lên là nhân căn 2 lên đây thì là 2 căn 2 chia 2 thì nó là căn 2 chứ không phải là 2 căn 2 ha. Câu B ha. Sorry các bạn ha. Ok, I'm so sorry my mistake. Đọc qua câu tiếp theo các bạn. Câu số 10, một cái câu tiếp tục về đồ thị ha. Hình trên là biểu diễn cường độ dòng điện theo thời gian. Bây giờ nó hỏi biểu thức cường độ dòng điện tức thời thì chúng ta nhớ sao? Y là bằng gì? Y0 cos của omega t cộng cho phi y. À, chú ý câu này rất nhiều bạn không làm được, anh hướng dẫn rất cụ thể nha. Thứ nhất, các bạn phải loại đáp án được ha. Y0 chúng ta nhìn vào đâu? Ta nhìn vào đây này. Vậy biên độ cực đại của anh bằng 2.
Vậy câu nào căn 2 là loại hai câu nào đi? Vậy đáp án của anh chỉ còn là câu A, câu D thôi. Câu A, câu D nó khác nhau gì? Tần số nó không khác. Vậy nó khác nhau cái pha ban đầu. Một cái là âm 2π chia 3, một cái là 2π chia 3. Vậy nó là câu nào? Câu nào các bạn? Anh lại quay về với lại cái công cụ kinh điển của anh là cái đường tròn lượng giác. Thì đây là 2 nè, đây là -2 nè. Góc ban đầu là 0 nè. Vị trí cân bằng đó. Vậy chúng ta để ý ha, tại thời điểm ban đầu ứng với t bằng 0. T bằng 0 là ngay đây nè. Thì giá trị y của anh đang nằm đây. Y của anh đang âm đúng không? Tại thời điểm ban đầu y của anh đang âm, nằm bên dưới là âm, nằm bên trên là dương nè. Y của anh đang âm và có xu hướng như thế nào các bạn? Giảm hay tăng? Có xu hướng giảm. Đây là âm 1 đi xuống ở đây là âm 2 nè. Vậy thời điểm ban đầu y đang âm và có xu hướng giảm. Vậy có phải thời điểm ban đầu nó nằm đây không các bạn? Nó nằm ngay điểm này không? Điểm M1 này không? Tại vì điểm này giá trị đang âm nè và có xu hướng giảm nè. Chứ còn nếu mà nó nằm đây á thì giá trị âm nhưng mà xu hướng đang tăng. Đúng không? Thì nó phải như thế này mới đúng nè. Như thế này mới đúng nè. Hình dung chưa? Vậy chúng ta xác định được cái góc ở đây là bao nhiêu các bạn? Chúng ta chiếu qua đây góc này chắc chắn là 2π chia 3. Đúng không? Góc này chắc chắn là 2π chia 3 rồi. Vậy theo đường chiều lượng giác thì góc này là góc dương 2π chia 3. Xác định được vị trí suy ra cái góc. Còn nếu các bạn xác định điểm dưới này á thì góc chắc chắn sẽ là âm 2π chia 3 và các bạn chọn câu A rồi. Vậy đáp án của anh phải là câu D. Được chưa? Chúng ta hiểu ha, pha ban đầu, xác định được pha ban đầu dựa vào cái thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu, cường độ dòng điện của anh đang âm và có xu hướng giảm. Vậy chắc chắn nó nằm ở vị trí M1 đang âm nè, chiếu xuống là đang âm nè và có xu hướng giảm nè. Còn ở đây sẽ là đang âm và có xu hướng tăng. Còn nếu như nằm bên này á thì là đang dương. Đúng không? Mà mình đang âm mà. Được chưa? Ok, tiếp theo các bạn. Bây giờ các bạn chọn đáp án cho anh ha. Này rất là dễ. Câu 1, có thể tạo ra dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa theo thời gian trong một không dây dẫn bằng cách nào? Bằng cách cho không dây quay đều quanh một trục vuông góc với đường cảm ứng điện từ trong từ trường đều là câu B. Để chúng ta tạo ra hiện tượng cảm ứng điện từ, đúng không? Trục song song với đường này là sai các bạn ha, đường cảm ứng điện từ là sai ha. Nhớ không? Cái trục của mình phải vuông góc với tơ cảm ứng điện từ hướng như này thì cái khung dây phải đặt như thế này. Đó, tức là cái trục khung dây của anh nè, cái trục delta này phải vuông góc với cái phương của vector cảm ứng điện từ thì mới đúng. Và từ trường chắc nhiên là từ trường đều rồi. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện được xây dựng trên cơ sở nào các bạn? Câu 2. Câu 2 đáp án của chúng ta là câu nào? Để coi câu này nhiều bạn làm được không. Nhớ nè, cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều thì nó bằng cường độ dòng điện một chiều sao cho khi đi qua ở cùng một điện trở R trong cùng một khoảng thời gian thì nó sẽ tỏa ra một năng lượng như nhau. Cái câu này chắc chắn có trong sách giáo khoa luôn và năm nào nó cũng hỏi các bạn ha. Cho nên khi các bạn học lý thuyết chính xác về định nghĩa giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện thì nó nói cường độ dòng điện các bạn cứ nhớ là gì? Cường độ của dòng điện xoay chiều á thì nó sẽ bằng cường độ của dòng điện một chiều khi mà đi qua một cái điện trở R trong cùng một khoảng thời gian thì nó tỏa ra cùng một cái nhiệt lượng. Cho nên chắc chắn câu đúng trong câu này phải là câu C, là nó phụ thuộc vào khả năng tỏa nhiệt so với dòng điện một chiều. Nhớ nha. Câu 3, trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều thì đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng? Câu này quá dễ các bạn, hiệu điện thế thôi chứ chu kỳ tần số và công suất đâu có, đúng không? Câu 4, trường hợp nào dưới đây có thể dùng dòng điện xoay chiều hoặc dòng điện không đổi? Chú ý ha. Câu nào các bạn? Mạ điện, đúc điện, nạp điện cho bình ắc quy, tinh chế kim loại bằng điện phân, bếp điện và đèn dây tóc. Câu 4 của mình đáp án là câu nào? Câu 4 của mình đáp án là câu D các bạn ha. Ta dùng bếp điện hoặc là đèn dây tóc thì chúng ta dùng điện xoay chiều hoặc dòng điện không đổi cũng được. Được chưa? Nhớ nha, bếp điện hoặc là đèn dây tóc để chúng ta xài điện xoay chiều đó. Và điện không đổi cũng được. Điện không đổi nó khác với điện một chiều nha các bạn. Điện không đổi là cái giá trị cường độ dòng điện không đổi ha. Điện phân thì chúng ta dùng điện xoay chiều, điện một chiều rồi. Giá trị đo của vôn kế xoay chiều nó chỉ gì các bạn? Vôn kế là chỉ giá trị hiệu dụng nha, chứ không chỉ giá trị cực đại. Và vôn kế thì đo điện áp. Cho nên đáp án câu 5 của anh là câu C. Nhớ nha, vôn kế mà chúng ta đo thì giá trị đó là giá trị hiệu dụng chứ không phải là giá trị cực đại. Và chúng ta biết U là bằng U0 chia căn 2 ha. Nhớ nha.
Rồi, giá trị của bếp của điện áp và cường độ dòng điện ghi trên các thiết bị điện là gì các bạn? Ví dụ như bạn mua một cái bóng đèn về trên đó để là 120V 50W thì cái giá trị nó là giá trị gì các bạn? Nhớ giá trị đó là giá trị hiệu dụng các bạn ha. Câu 6 của mình đáp án là câu D, chứ không phải là giá trị cực đại, cũng chả phải là giá trị tức thời hay là trung bình. Câu 7 các bạn, các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ vạn năng. Thì các bạn để ý ha, đồng hồ này chúng ta có thể đo được điện xoay chiều, điện một chiều, đo thông mạch, đo điện trở vân vân. Thì ở đây rất là dễ nhưng mà phải cẩn thận ha. Câu này nó hỏi trong đề thi trung học phổ thông quốc gia rồi đó các bạn. Thì chúng ta phải nhớ thứ tự cho nó đúng. Vậy thứ tự ở đây thì anh không có đọc lại, nó tốn thời gian, các bạn có thể đọc được. Thứ tự ở đây chúng ta chọn câu B là đúng ha. Đầu tiên là chúng ta gì? Vặn cái đầu đánh dấu nấm xoay á tới chấm có ghi 200. Trong đó chúng ta dùng ACV nè. Tại vì ở đây á, nó dùng cái thao tác là đo cái điện xoay chiều có điện áp là 120V, tức là chúng ta phải chuyển qua cái này để đo điện xoay chiều. Thứ hai là chúng ta câu D ha, ta cắm hai cái đầu nối này vào dây đo ở một cái cổng côn và một cổng V. V này chúng ta sẽ đóng một cực hai đầu của cái điểm đo ha. Và thứ ba là chúng ta qua câu A, chúng ta nhấn nút on off để bật cái nguồn lên. Thứ bốn là câu B, cho hai đầu dây này tiếp xúc với hai đầu của mạch điện cần đo, và chúng ta đang đo điện xoay chiều cho nên chúng ta không quan tâm cái chiều các bạn ha. Và tiếp theo là câu A, câu A chúng ta làm gì? Chờ cho số ổn định và đọc giá trị, đúng không? Và cuối cùng là chúng ta kết thúc thao tác đo, câu G, đúng không? Kết thúc thao tác đo. Thì các bạn có thể loại được đáp án rất là nhanh. Các bạn coi hiểu bắt đầu là bắt làm gì? Bắt đầu không phải câu A hả? Nhấn nút on off hả? Chưa vặn nó qua mà nhấn nút on off hả? Đúng không? Bắt đầu có thể câu D không? Bắt đầu cắm hai cái đầu dây này vô hả? Em chưa bật lên mà sao cắm được? Và chắc chắn là câu B rồi. Ok không các bạn? Rồi câu 8. Ở Việt Nam thì mạng điện dân dụng một pha có điện áp là bao nhiêu các bạn? Nó hỏi điện áp hiệu dụng ha. Điện áp hiệu dụng ở Việt Nam thì chúng ta xài 220 các bạn ha, nhớ. Câu 8 của chúng ta là câu C. Nhắc lại luôn, 220 và bao nhiêu hạt? Tần số, nếu nó hỏi tần số, nãy mình có làm câu rồi, 50W các bạn ha. Rồi, tiếp theo câu 9, cho Y là như thế này thì có pha tại thời điểm T là bao nhiêu? Nó hỏi pha chứ không phải là pha ban đầu. Nếu pha ban đầu thì nó là 0 các bạn ha. Pha ban đầu là phi là 0. Còn nó hỏi pha không á, tại thời điểm T thì chúng ta bê nguyên cái này vô. Bê nguyên cái cụm sau này hết luôn là 100 BT. Đáp án của anh là câu B. Câu 10 các bạn. Một dòng điện xoay chiều chạy trong một đoạn mạch có cường độ dòng điện Y là bằng 2 lần cos 100 BT cộng pi chia 2. Nó hỏi cái nào dưới đây là đúng đó các bạn ha. Thì câu 10 chúng ta để ý là câu B nó sẽ là đúng, chu kỳ ha. Chu kỳ T của chúng ta là bằng gì các bạn? Bằng 2 pi chia omega. Chính là 2 pi chia cho omega của ta là 100 pi. Vậy pi với pi này mất 2 chia 100, vậy anh được 0.02 giây đúng không? Vậy câu B là câu đúng của anh. Tiếp theo câu 11. Biểu thức, cho biểu thức Y rồi, hỏi cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là bao nhiêu. Thì dòng điện hiệu dụng ta lấy dòng điện cực đại, chúng ta chia cho căn 2, 4 chia căn 2 thì trục căn lên sẽ là 2 căn 2. Vậy đáp án của anh là câu D các bạn ha. Câu 11 là câu D. Bây giờ làm nhanh rồi ha. Ok, câu 12 các bạn. Ôn lại. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch U là như đó, cứ mỗi giây thì có bao nhiêu lần điện áp này bằng 0? Bao nhiêu lần điện áp này bằng 0? U bằng 0 bao nhiêu lần các bạn? Ta vẽ cái đường tròn lượng giác ra. Nhớ không? U cực đại của nó là bao nhiêu? U cực đại của nó là 150 đúng không? 150 ở đây trừ 150 nè. Vậy đầu tiên chúng ta xét trong một chu kỳ trước. T của anh á là bằng omega, 2 pi chia omega là 2 pi chia cho 100 pi. Và anh được 0.02 đúng không? 0.02 giây. Một chu kỳ là 0.02 giây. Giờ bị hỏi cứ mỗi giây á là có bao nhiêu lần điện áp này bằng 0. Vậy chúng ta xét trong một chu kỳ là 0.02 giây thì bao nhiêu lần điện áp bằng 0 các bạn? Có phải 2 lần không? Tại thời điểm này đúng không? Chiếu xuống bằng 0 và tại thời điểm này chiếu xuống bằng 0. Vậy trong một chu kỳ tức là 0.02 giây anh có 2 lần. Bây giờ nó hỏi trong mấy giây? 1 giây. 1 giây thì ở đây là 1 thôi. Vậy bao nhiêu lần? 1 nhân 2 chia cho 0.02 các bạn ha. 2 chia 0.02. Và chúng ta ra đáp án của chúng ta là bao nhiêu các bạn? Ha. Phải, đáp án của anh là câu A đúng không? 100.
Ok nha mọi người, rất đơn giản ha. Ta làm cái bài tập vận dụng lại. Hôm nay thì phần đầu tiên trước anh nói về điện xoay chiều, ôn về cái cách như thế nào các bài toán liên quan đến từ thông, về dao động điều hòa chút xíu mà áp dụng trong điện xoay chiều, đúng không? Rồi buổi tiếp theo anh sẽ đi vào tính toán điện xoay chiều các bạn ha. Trong mạch điện, khi chúng ta đã tạo được dòng điện xoay chiều, chúng ta áp dụng vô trong mạch điện thì chúng ta làm như thế nào, tính toán về điện trở vân vân. Buổi tiếp theo sẽ nói về cái đó. Buổi hôm nay thì chúng ta nói cơ bản về cái này trước. Các bạn nắm cái này trước thì những cái bài tiếp theo các bạn mới làm được, còn không thì chắc chắn không có làm được. Rồi câu 13. Câu 13 là một cái câu liên quan đến từ thông. Bây giờ nó hỏi A0 thôi các bạn ha. Câu này dễ, câu này các bạn chọn nhanh đúng không? A0 bằng omega NBX thôi gì đâu. Vậy đáp án là câu nào? Câu 13 bác chúng ta là câu A. Còn cái câu lý thuyết phía trên này nó đặt ra cho các bạn hình dung thôi. Rồi tiếp theo câu 14, một bóng đèn neon đặt dưới hiệu điện thế là 220V, giá trị hiệu dụng ha, tần số là 50Hz, y chang điện ở Việt Nam vậy đó. Biết rằng đèn sáng khi hiệu điện thế không nhỏ hơn 155V, trong một giây đèn sáng lên và tắt đi bao nhiêu lần? Vậy câu này làm sao? Đọc kỹ cái đề ha. Trong một giây thì đèn sáng lên và tắt bao nhiêu lần? Cho nên các bạn nhớ ngày xưa đèn hình quang, các bạn để ý là nó chớp liên tục, nó khác so với bóng đèn chạy tóc, bóng đèn chạy tóc các bạn ha. Thì đèn hình quang nó chớp liên tục, tuy nhiên cái tần số nó rất là lớn, cho nên các bạn không hình dung được. Vậy trong bài này các bạn làm như thế nào các bạn? Câu 14, bạn nào làm rồi chọn đáp án cho anh coi. Đầu tiên mình phải xác định gì? Chu kỳ của nó. T có phải là 1 chia F không? Là bằng 1 chia trên 50 là bằng bao nhiêu? Bằng 0.02 giây, đúng không? Vậy trong một chu kỳ á, đèn tắt sáng bao nhiêu lần các bạn? 2 lần, đúng không? Đây nè, câu này chúng ta phân tích cho nhanh. Nó nói là biết rằng đèn sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực không nhỏ hơn 155V, thì ở đây là 220 căn 2 đúng không? Thì đây là 155 nè. Thì có phải trong một chu kỳ thì thời gian đèn tắt á bao nhiêu lần và thời gian đèn sáng bao nhiêu lần? Có phải là 2 lần không các bạn? Tắt và sáng là 2 lần trong một chu kỳ thôi. Trong một chu kỳ là sáng tắt 2 lần đây nè. Được chưa? Sáng tắt 2 lần. Vậy trong 1 giây thì bao nhiêu lần? Các bạn cũng dùng quy tắc tâm suất thôi. Thằng này 2 lần thì trong 1 giây thì là bao nhiêu lần? 1 x 2 chia cho 0.02. Vậy có phải là 2 chia cho 0.02 là ra 100 lần không? Đúng không? Vậy đáp án của anh là câu nào? Câu B. Các bạn chú ý cho anh ha. Trong một chu kỳ thì chúng ta xét nó bao nhiêu lần, thì cứ những cái bài toán này chúng ta cứ quy về một chu kỳ, sau đó nó hỏi trong bao nhiêu phút thì chúng ta tâm suất thôi chứ không có gì hết. Câu tiếp theo các bạn, nguyên tắc sản xuất dòng điện xoay chiều phổ biến hiện nay là gì các bạn? Làm gì? Làm thay đổi từ trường, hay là làm thay đổi từ thông, hay là làm thay đổi từ thông của một mạch kính một cách tuần hoàn, hay là di chuyển mạch kính trong từ trường đều? Câu 15 của mình là gì? Hiện nay phương pháp phổ biến nhất là chúng ta làm thay đổi từ thông qua một cái mạch kính bằng cách tuần hoàn ha. Câu C ha, nhớ cho anh ha, thay đổi từ thông nhưng mà phải một cách tuần hoàn. Có nghĩa là gì? Phi của anh á, nó sẽ bằng là phi zero cos của omega t cộng phi. Có nghĩa là nó phải biến thiên tuần hoàn, chứ nếu mà nó không đổi á thì nó không sinh ra sức điện động. Tại vì sức điện động của chúng ta là bằng đạo hàm của từ thông theo thời gian, mà từ thông không đổi thì đạo hàm sức điện động sẽ bằng không, vì hằng số là bằng không rồi. Cho nên khi mà từ thông thay đổi tuần hoàn thì đạo hàm ra sức điện động, và cái này chính là hiệu điện thế các bạn này. Được chưa? Một khung dây có diện tích s quay đều với tốc độ góc omega chục vuông góc với lại đường sức từ trong môi trường từ trường đều có cái độ lớn từ là b. Nếu chọn góc thời gian là lúc vectơ pháp tiến của khung dây cùng hướng với vectơ b thì biểu thức sức điện động xoay chiều là bao nhiêu? Nhớ không? Sức điện động của mình e sẽ bằng omega nps, cái thằng này là e0 này, nhân cos của gì các bạn? Omega t cộng cho phi, đúng không? Nhưng mà nhớ cái phi này ban đầu là gì? Nó nói ban đầu là n với p là bằng 0 độ, đúng không? Cùng hướng mà, n như thế này, p như thế này, hai thằng cùng hướng thì hai góc hợp
bởi hai vectơ này là bằng không đúng không? Hợp bằng không là của thằng nào? À, của thằng từ thông á các bạn. Nhớ không? Của thằng từ thông. Thằng từ thông tức là phi á thì ban đầu của nó sẽ là không. Nhưng mà thằng E là như thế nào? Thằng E á là nó trễ pha bi chia 2 so với từ thông. Cho nên khi mà của E á là phải trừ bi chia 2. Vậy đáp án của anh chắc chắn là câu nào? Câu 16 chắc chắn là câu D. Các bạn hình dung không? Ở đây n của chúng ta là bằng 1, tại vì nó nói là 1 không dây à, 1 không dây thôi. Còn nó nói 10 không dây thì chúng ta thế vô đây là 10. Được chưa? Sức điện động cảm ứng do một cái máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức sức điện động là như vậy đó. Giá trị cực đại của sức điện động này là gì các bạn? E0 mình cũng nhớ luôn ha. Ha, E0 là cái đứng trước này nè, là 220 căn 2. Vậy đáp án câu 17 của mình là câu A. Còn muốn tìm giá trị sức điện động hiệu dụng ta lấy này, ta chia căn 2 các bạn ha. Rồi, câu 18, một cái khung dây có số vòng dây vậy cũng là quay trong từ trường diện tích đều ha, với tốc độ là n vòng trên phút. Rồi, trục quay vuông góc với vectơ, trục quay vuông góc với vectơ cộng với điện từ, sức điện động xuất hiện trong khung dây này là gì các bạn? Câu nào? À, bài này nó hơi lạ tí xíu. Nó không cho các bạn tần số mà nó cho n vòng trên phút. Đúng không? Vậy câu 18 mình xác định sao? Phi 0 của anh á có phải là bằng nbs không? N là số vòng dây, b là từ trường, s là diện tích. Đúng không? Vậy mình tìm omega. Omega của anh là bằng gì các bạn? Có phải là 2pi chia f không các bạn? À sorry, 2bf chứ, sorry. 2bf không? Omega là 2bf và 2pi nhân với f trong này là bao nhiêu các bạn? À, cái tốc độ này chính là f này các bạn. N vòng trên phút. Tại vì tần số của mình á quy định là gì? Ý nghĩa của tần số định nghĩa là gì? Tần số là số lần dao động trong một giây. Vậy bây giờ có phải là nó cho số vòng trên phút không? Vậy anh phải quy để đổi cái tần số của anh là bằng gì? Bằng n chia cho 60 để ra được số vòng trên giây thì cái tần số của anh mới là hát được. Được chưa? Vậy chỗ này anh nhân cho f, f của anh phải là n nhưng mà chia cho 60 để quy về giây. Cái này chính là tần số đó các bạn ha. Được không? Rồi, vậy anh có anh ráp vô anh sẽ được cái gì các bạn? A nè, A0 nè. Có phải là bằng omega nhân với phi 0 không? Hay nói khác là omega nbs đó. Thì sẽ ra là omega. À, anh thế omega vô đây, omega là bằng 2pi n chia cho 60 nhân cho b nhân cho s. Đúng các bạn? Đây chính là A0 của anh nè. Mà 2 chia 60 các bạn có thể rút gọn được hay các bạn để nó cũng được. Thì trong này các bạn thấy đáp án nó để vậy cho nên các bạn chọn luôn là câu B ha. Được chưa? Nó qua câu 19 nè. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch theo chiều AB là tại thời điểm T bằng đá thì cường độ dòng điện bằng bao nhiêu? Thì chúng ta nhớ làm gì? Ta bỏ cái T này vào trong, ta bấm máy là xong, đúng không? 4 lần cos của 100pi nhân với lại 0.325 cộng pi là xong. Nó hỏi giá trị của biểu thức Y tại thời điểm T thì chúng ta chỉ cần thế T vào là ra. Được chưa các bạn? Đây là giá trị cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm T ha. Vậy câu 19 các bạn bỏ vô, các bạn bấm máy thì anh được đáp án là câu D ha, nó bằng 0 ha. Rồi, câu 20. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là vậy, tại thời điểm nào gần nhất kể từ lúc T bằng 0 thì điện áp tức thời có giá trị là 110V. Cứ liên quan đến cái thời gian gần nhất này kia thì chúng ta áp dụng dao động điều hòa các bạn ha. Chúng ta làm. Rồi, ta vẽ ra thôi. Chúng ta hình dung thôi. Của anh giá trị cực đại là 220 đúng không các bạn? 220 thì đây là trừ 220 nè. Đúng chưa? Anh có 100pi là omega và anh có T của anh là bằng gì? 2pi chia omega đúng không? Vậy là 2pi chia cho 100pi. Vậy T của anh là bao nhiêu? 0.02 giây đúng không? Anh tìm T trước, 0.02 giây. Rồi, vậy thì nó hỏi tại thời điểm nào gần nhất kể từ lúc T bằng 0? Thì T bằng 0 các bạn để ý ha, T bằng 0 á thì phi nó bằng 0, tại vì cái pha ban đầu của nó phi bằng 0 nè, 100pt thôi. Và cái phi bằng này không có, tức là phi bằng 0. Tại thời điểm T bằng 0 là phi bằng 0, tức là vật đang nằm đây, chắc điểm đang nằm đây. Đúng chưa? Vậy nó hỏi thời điểm nào gần nhất kể từ lúc T bằng 0 mà điện áp tức thời đạt giá trị 110 các bạn? Thì có phải là nó chạy từ đây đến đây không? Nó chạy từ đây đến đây, 110 là đây đúng không? Vậy trong một chu kỳ thì anh có hai điểm là điểm này, điểm M1,
và điểm M2 là có cùng giá trị là 110 10V. Tuy nhiên, thời điểm gần nhất mà vật đang xuất phát phi ban đầu bằng không, vật xuất phát tại đây thì thời điểm gần nhất chính là điểm M1. Còn điểm M2 nó phải đi từ đây tới đây tới đây, nó vòng lên là mới ra được M2. Cho nên là điểm M1, và điểm M1 tương ứng với góc quét là delta phi là đây. Và anh tìm delta phi. Delta phi tỉnh dùng cos đúng không các bạn? Cos phi là bằng gì? Kề chiều hiện. Đoạn này là bao nhiêu? 110 đúng không? Vậy có phải là 110 mà chia cho 220, vậy ra 1/2 không? Cos 1/2, vậy shift cos 1/2 có phải là pi chia 3 không? Vậy delta phi là pi chia 3. Mà nó hỏi gì? Nó hỏi thời điểm, cho nên anh tìm delta t. Delta t bằng delta phi chia omega. Vậy delta phi là pi chia 3 chia cho omega. Mà omega của anh đâu bao nhiêu? 100 pi. Vậy đáp vô là 100 pi. Đúng không? Vậy đáp án của anh là 1/300 giây. Đúng không các bạn? Và câu 20 là anh chọn câu B. Bạn nào mà theo anh, cách học của anh, hiểu được cái phương pháp chúng ta giải quyết bài toán bằng đường tròn lượng giác ha, trong dao động điều hòa, thì các bạn làm được rất 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 nhiều bài, từ đơn giản cho đến phức tạp, anh khẳng định. Kể cả trong chương dòng điện xoay chiều, chương về dao động điều hòa, chương về sóng cơ, miễn là nó có dao động điều hòa là các bạn có thể áp dụng được cái đường tròn này. Và chúng ta phân tích rất là nhanh ha. Câu B. Câu 21, bây giờ chúng ta làm nhanh lên các bạn ha. Câu 21, bây giờ những cái câu này chúng ta quen thuộc quá rồi. Hôm nay chúng ta chưa đi vào tính toán mạch điện đâu các bạn ha. Những cái câu đầu tiên trước, trong một cái không gian hình chữ nhật có 500 vòng, thì các bạn cứ phân tích có n bằng 500, diện tích là 54. Không gian quay đều trong trục đối xứng không gian gì đó, từ trường đều có vectơ vuông góc có là 0.2t, từ thông cực đại là phi 0 bằng nbx, đúng không? Đấy, câu này chẳng qua là lớp 4 nó cũng làm được, là áp dụng công thức vô bấm thôi. Vậy là gì? NBS. Vậy N các bạn là bao nhiêu? 500 đúng không? 500 nè, nhân cho B là 0.2 nè, nhân cho X của bạn là 54, nhưng mà đang là cm, cho nên mình phải nhân 10 mũ trừ 4 để về mét vuông các bạn ha. Đó, vậy đáp án của anh là 0.54 QB. Được chưa các bạn? Từ thông cho nên có đơn vị là này ha. Câu C, câu 21. Rồi, câu 22. Một không dây dẫn hành phẳng cũng là N bằng 500, có S rồi, có tốc độ là 50 vòng trên giây. Cái này chính là gì các bạn? Cái này chính là F các bạn ha. Số lần dao động trong một giây chính là F. Còn nếu nó cho phút thì mình phải chia cho 60, nhớ không hồi nãy không? Rồi, ok, vậy đó, nó cho bạn B rồi. Sức điện động A bằng gì các bạn? A cực đại là bằng omega B S nhân với N, đúng không? Omega chúng ta lấy từ đâu? Từ F nè. Nó cho F thì chúng ta suy ra omega. Vậy công thức của anh sẽ là gì các bạn? Phải là omega. Omega là bằng gì? 2BF đúng không? Vậy là 2B nè, nhân cho F là bao nhiêu? 50 nè. Đây không đổi nữa vì nó là dây rồi. Nhân cho B. B là căn 2 chia 5B. Được chưa? Sau đó nhân với lại X. X của anh là 220. 220. Vậy nhân với 10 mũ trừ 4 để chúng ta chuyển qua đơn vị là mét vuông. Sau đó các bạn nhân với gì nữa các bạn? Nhân với lại N của mình là 500 vòng giây. Vậy đáp án của anh là 311 các bạn ha. 311.12 đó. Vậy đáp án nó là câu nào các bạn? Đáp án của mình là câu B các bạn ha. 220 căn 2 đó. Được chưa? Rồi câu 23. Một cái khung dây dẫn phẳng. Ok. Như vậy chúng ta qua câu 22. Đến bây giờ thì anh sẽ tạm dừng cái video tại đây nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có buổi tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những cái câu còn lại. Và chúng ta sẽ qua cái phần quan trọng nhất trong cái chương về điện xoay chiều. Đó là phần tính toán mạch điện xoay chiều các bạn ha. Các câu còn lại các bạn cứ làm bình thường ha. Buổi tiếp theo anh sẽ giải cho các bạn. Là cái phần này là phần quan trọng nhất các bạn ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.